Thưa quý vị, thờ cúng thần Phật, tổ tiên vốn là những truyền thống tốt đẹp từ xa xưa của ông cha ta. Tuy nhiên, việc đốt vàng mã vào những ngày rằm mùng 1 hay là các dịp cúng ông Công, ông Táo trong những ngày Tết Nguyên đán luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ hỏa hoạn. Rất cần sự quan tâm, cảnh giác phòng ngừa hỏa hoạn của mọi tổ chức cá nhân. Ông Nguyễn Văn Trung ở khu tập thể A5, tổ 4 phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cũng như nhiều hộ gia đình khác, mỗi dịp thờ cúng và đốt vàng mã đều trang bị dụng cụ để hóa vàng nhằm đảm bảo an toàn và tránh ảnh hưởng cho các hộ xung quanh. Còn trong nhà thì không thể để đốt được rồi, mà kể cả nhiều lúc ở trên các này thì đốt, mình phải có ý người ta lên xuống dưới đất này để mà đốt vàng, không để cho nó các cái tàn nó bay ra lung tung. Nó bay ra lung tung là nó sẽ ảnh hưởng đến những cái quan mà lại đồng thời được. Nó sẽ ảnh hưởng đến các cái an toàn của xe cộ ở đây. Những ngày giáp Tết ông Công, ông Táo, tại khu vực nhà tập thể A5 này, vàng mã được bày bán ngay dưới chân cầu thang. Thực tế, nhu cầu sử dụng vàng mã của người dân vẫn rất nhiều. Trong những năm qua, Hà Nội đã xảy ra không ít vụ hỏa hoạn do đốt vàng mã. Điển hình là ngày 9 tháng 10 năm 2018, một vụ cháy lớn xảy ra tại quán karaoke 7 tầng ở phố Hào Nam, Hà Nội, khiến cột viễn thông lớn trên nóc nhà cùng nhiều đồ đạc bị thiêu rụi. Nguyên nhân xảy ra là do chủ nhà đốt vàng mã. Ngày 4 tháng 2 năm 2021, ngọn lửa đã bao trùm căn nhà cấp 4 ở ngõ 8, phố Tam Khương, quận Đống Đa, Hà Nội, khiến 4 nạn nhân tử vong. Nguyên nhân là do đốt vàng mã cúng ông Công, ông Táo. Ngày 9 tháng 8 năm 2022, xảy ra vụ hỏa hoạn tại ngõ 32, phố Hoàng Đạo Thành. Nguyên nhân là do chủ nhà đốt vàng mã. Chính vì thế, trong những ngày lễ Tết cuối năm này, Công an các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực tuyên truyền cho người dân về phòng chống cháy nổ. Về cái công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn, đặc biệt lưu ý tuyên truyền sâu rộng đến người dân trong cái dịp cuối năm, các cái hoạt động về tín ngưỡng trong cái dịp lễ Tết, đốt vàng mã tại các khu nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư. Nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy nổ khi thắp hương, thờ cúng, đốt vàng mã, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân hóa vàng phải đúng nơi quy định, không đốt vàng mã ở trong nhà, hành lang. Trước khi hóa vàng mã, phải chọn khu vực kín gió hoặc sử dụng các vật dụng che chắn gió. Khi đốt vàng mã phải có người trông coi cho đến khi không còn tàn lửa, đốt xong phải để nguội hẳn mới đổ cho. Thưa quý vị, thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ việc chống người thi hành công vụ trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Những đối tượng trong các vụ việc này không chỉ đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của người thực thi công vụ, mà còn thể hiện sự coi thường pháp luật và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, cần phải xử lý nghiêm. Vi phạm đi vào làn xe bus BRT tại đường Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nhưng khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện, thì nữ tài xế trong xe vẫn tiếp tục nhấn ga lao vào người cán bộ cảnh sát giao thông, bất chấp hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra. Khá là khó chịu khi mà chứng kiến những cái cảnh đấy, bởi vì ảnh hưởng đến chính những người đang thực hiện hoạt động bảo vệ an toàn giao thông đường bộ. Trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các vụ chống người thi hành công vụ diễn biến khá phức tạp với tính chất nghiêm trọng ở nhiều mức độ như chửi bới, đe dọa, thậm chí sẵn sàng đâm phương tiện vào lực lượng thi hành nhiệm vụ. Đi đổ đang đi đường bắt người ta đỗ lại thổi, cướp à? Xin tiền xong nói mẹ đi, nếu phải cướp kiểu đấy. Anh đừng có mặc những cái bộ quần áo này ra, bắt đầu là nói lọt đến nơi. Các anh đổi quần áo ra, các anh cũng chỉ là mấy cái thằng lông dân quen thôi. Đừng có mặc mấy cái bộ quần áo này ra bắt nạt. Tôi sẽ có mắt rời đầy và trời có mắt. Không ngóc lên đâu. Đừng có cắt tiền của tôi với các bác này. Pháp luật đã có quy định rất đầy đủ về việc ngăn chặn xử lý hành vi chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên, do nhận thức pháp luật của người vi phạm còn hạn chế hoặc cá biệt, có thể là do thiếu văn hóa khi tham gia giao thông, nên người vi phạm sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng bằng mọi cách mà không biết rằng hành vi này không chỉ đối mặt với tội chống người thi hành công vụ mà có thể đối mặt với tội danh giết người. Bản thân tôi đã nhìn nhận lại cái sự việc, tôi sẽ sửa chữa cho dù từ bây giờ trở đi là tôi hết sức cẩn thận lời nói và tôi mong tất cả ban chức năng và bên các bạn cho tôi sửa. Tùy từng trường hợp là cái người mà điều khiển giao thông có hành vi mà ngăn cản
cái hành vi công vụ của cảnh sát giao thông thì có thể bị xử lý ở điều 300 là tội chống người công vụ. Đấy, và mức phạt có thể lên đến 7 năm tù, tùy thuộc vào cái tính chất mức độ hậu quả và cái định khung hình phạt. Đấy. Hoặc là có những hành vi không trực tiếp gây tổn hại tính mạng, sức khỏe, xâm phạm đến tài sản. Nhưng mà cái hành vi la hét gây cản trở giao thông, làm mất trật tự trị an thì lại có thể bị xử lý về tội gây rối trật tự công cộng. Dù ở mức độ nào thì hành vi chống lại lực lượng làm nhiệm vụ không chỉ trực tiếp đe dọa tính mạng sức khỏe của người thi hành công vụ mà còn dẫn đến nhiều hệ lụy trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, ảnh hưởng tới kỷ cương phép nước. Do đó, mọi hành vi chống người thi hành công vụ cần phải được xem xét xử lý nghiêm khắc để tạo tính răn đe và cần sự lên án của cộng đồng đối với hành vi này.